Hùng Xạ Điêu bản 2021, Hoàng Dược Sư Yêu Mai Siêu Phong bị ném đá vì cải biên quá đà. Phát hành vào 10 tháng 6, phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu Cửu Âm Mạch Cốt Chảo đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Nguyên nhân là do nhân vật Hoàng Dược Sư, Nghiêm Khoan thủ vai đã bị biến đổi quá nhiều so với ký ức của bao thế hệ khán giả. Trên đảo Đào Hoa có nhiều nam sinh dành tình cảm cho Mai Siêu Phong nhưng nàng chỉ hướng mắt về sư phụ. Hoàng Dược Sư còn dạy Mai Siêu Phong thổi tiêu, nàng đem lòng yêu mến thầy và từng nói: "Ta bại bởi Phùng Hành, vợ Hoàng Dược Sư, hay do cửu âm chân kinh." Đây quả là mối tình oan nghiệt. Mai Siêu Phong từng là cô gái lang thang không cha mẹ, được Hoàng Dược Sư nhận làm đồ đệ, sau đó cùng các sư huynh luyện võ trên đảo Đào Hoa. Dần dần, nữ đồ đệ nảy sinh tình cảm với sư phụ, nhận ra điều đó, Hoàng Dược Sư kiếm cớ để cùng vợ Phùng Hành rời khỏi đảo. Mai Siêu Phong ghen tuông đố kỵ với Phùng Hành. Trong nguyên tắc gốc, Hoàng Dược Sư chọn đời chung thủy với Phùng Hành, tuy nhiên trong phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu mới, người mà Hoàng Dược Sư yêu lại là đệ tử Mai Siêu Phong. Ông chỉ lấy Phùng Hành để có cửu âm chân kinh. Tình tiết này khiến fan cực kỳ phẫn nộ, cho rằng phim phá hoại nguyên tắc, bôi đen nhân vật Hoàng Dược Sư mà nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng kịch bản phim cũng không đủ chắc tay, cũng thêm dàn diễn viên không có khí chất võ hiệp khiến phiên bản mới kém lôi cuốn. Bình luận của cư dân mạng: "Vì Nghiêm Khoan cho nên mới xem phim này, không biết nói gì, về sau sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa, bây giờ ngay cả tự mắng bản thân tôi còn không có tâm trạng. Tuổi thơ vỡ nát rồi, bây giờ mới biết Hoàng Dược Sư lấy Phùng Hành là do muốn lợi dụng bà ấy viết cửu âm chân kinh, người Hoàng Dược Sư thật sự yêu là Mai Siêu Phong, muốn xóa cái phim này ra khỏi trí nhớ ghê. Tôi tự chửi mình một xxx lần vì đã dại dột xem phim này, bây giờ mỗi khi nhìn thấy Hoàng Dược Sư lại nghĩ đến chuyện ông ta yêu Mai Siêu Phong và lợi dụng Phùng Hành. Tuyển diễn viên đóng Mai Siêu Phong không ổn, vai diễn viên nặng ký như vậy lại chọn một diễn viên vừa không ai biết, lại thêm diễn xuất không tốt đến diễn. Coi hết phim chẳng đọng lại gì ngoài sự lộn xộn của kịch bản. May quá tôi chưa coi, suýt tự nhủ vì Nghiêm Khoan mà sẽ coi. Thiệt tình không phải ác, mong phim bị đánh giá tệ thập tệ và ít người coi để sau này đừng chế bậy bạ nữa. Tôi vẫn muốn lưu giữ những thứ đẹp nhất về kiếm hiệp Kim Dung, Hoàng lão tà vẫn nên nhớ đến cha của Hoàng Dung thôi ạ, không muốn nhắc đến cái gì khác nữa." Dù vậy, cũng có một số quan điểm ủng hộ phiên bản mới. Thực chất tình tiết Hoàng Dược Sư yêu Mai Siêu Phong là do chính tác giả Kim Dung tiết lộ và sửa lại trong tiểu thuyết tái bản năm 2003. Trong bộ Anh Hùng Xạ Điêu xuất bản trước đó, Mai Siêu Phong yêu sư huynh Trần Huyền Phong, bí mật kết làm phu thê. Sợ sư phụ phát hiện, cả hai lấy trộm quyền hạ bộ võ công cửu âm chân kinh của sư phụ rồi trốn khỏi đảo Đào Hoa. Để viết lại cuốn sách bị mất, Phùng Hành lao lực qua đời sau khi sinh Hoàng Dung. Các phim điện ảnh, truyền hình trước đây chủ yếu chuyển thể từ Anh Hùng Xạ Điêu bản cũ. Tuy nhiên, không nhiều người quan tâm đến điều này vì hai cặp đôi Hoàng Dược Sư, Phùng Hành, Mai Siêu Phong, Trần Huyền Phong có quá đông fan hâm mộ. Biên kịch sử hàng của phim Anh Hùng Xạ Điêu 2003, phiên bản do Châu Tấn và Lý Á Bằng đóng chính cũng từng chia sẻ: "Tôi đã không xem bản chỉnh sửa năm 2003, do đó với chúng tôi, Mai Siêu Phong đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ người sư phụ vĩ đại Đông Tà." Bên cạnh phần nội dung gây tranh cãi, tuổi tác của hai diễn viên chính cũng cách biệt quá xa. Nghiêm Khoan đóng vai Hoàng Dược Sư sinh năm 1979, trong khi đó Nguyễn Cự thể hiện nhân vật Mai Siêu Phong sinh năm 1999.